Được hoàng đế nhận làm công chúa, cô cứ nghĩ sẽ được ăn sung mặc sướng. Ai ngờ chờ đón cô là những ngày tháng làm trâu làm ngựa cho người khác. Câu chuyện kể về Lâm Tiên là cô sinh viên trẻ trung, đang đi hẹn hò với bạn trai thì gặp tai nạn rồi xuyên không về quá khứ. Người ta xuyên không liền thành tiểu thư, hoàng hậu chứ ai như cô, xuyên không chành đứa trẻ 3 tuổi thì thôi đi, đã thế còn chúng gia đình nghèo rất mồng tơi, đúng là xui không để đâu cho hết. Một ngày nọ, hoàng đế không biết nổi hứng gì lại tổ chức cuộc thi, cho các bé gái sơ sinh đua thuyền, ai đến trước sẽ trở thành công chúa đất nước này. Cơ hội béo bở như thế thì ai lại bỏ qua chứ, bố mẹ Tiên Tiên thì trọng nam khinh nữ, tìm mọi cách để con gái bước chân vào giới quý tộc chỉ để có tiền lo cho con trai họ sau này. Thậm chí, khi hoàng đế cố ý phái con rồng xuống để quấy nhiễu cuộc đua, trong khi những cặp bố mẹ khác vì lo cho an nguy của con mình mà bỏ cuộc đua, thì bố mẹ Tiên Tiên chỉ lo con rồng đó làm cản trở con đường thành công chúa của con gái họ. Tôi không biết họ có coi cô là con gái thật không đây, chứ có bố mẹ nào thấy con mình gặp nguy lại không giúp, chỉ lo tiền bạc là chính chứ. Thôi thì, tôi nghĩ bé con Tiên Tiên nên gắng vào cung mà ở cho sướng chứ ở lại với hai vợ chồng nhà này, chỉ có khổ cả đời thôi ý. Và đúng như admin manga dự đoán, dù Lâm Tiên vẫn trong bộ dạng đứa con nít 3 tuổi, nhưng trí thông minh của cô vẫn ở tuổi 20, khi gặp chướng ngại vật cô đã nhanh trí bám thật chặt vào chiếc nôi đang trôi dạt. Hình ảnh đó đã bị vị hoàng đế đáng kính bắt gặp, cô bé đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế, và thành công trở thành công chúa của vương quốc này. Tôi cũng muốn được một phát lên hương như này, không biết có đại gia, tỷ phú nào cũng tổ chức cuộc thi tìm con gái không ạ, cho các ngọt xin thông tin nào. Sau khi chọn được công chúa, hoàng đế không đưa Lâm Tiên đến hoàng cung bằng xe ngựa xa hoa, hay người hầu khiêng kiệu đến rước, mà bằng một đường rất độc lạ hoàng gia, đó là đường rồng bay. Đúng vậy, quý vị không nghe nhầm đâu ạ, vị hoàng đế đáng kính đã cho rồng đến rước công chúa yêu quý vào cung. Mà vị hoàng đế này cũng lạ lắm, con nít còn nhỏ, không ấm bế thì thôi đi, đây lại sách như bao gạo, đã thế còn chê ỏng chê ẻo con gái nhà người ta là xấu xí. Ơ kìa, công chúa là do người chọn, giờ lại mở miệng body shaming là sao, tệ quá à nha. Nhưng ông ta làm thế cũng là có lý do cả, bởi ông tìm công chúa đâu phải để nuôi dạy cưng chiều đâu, mà chung quy chỉ là để chịu kiếp nạn thay cho hoàng tử của ông ta. Đấy, bởi thế mới nói, làm gì có miếng mồi béo bờ nào từ trên trời rơi xuống đâu, tất cả mọi thứ trên đời đều phải trả giá cả. Và thế là hoàng đế quyết định nuôi Lâm Tiên, đặt cho cô cái tên Tư Vũ Cẩn, còn cho hai người hầu theo chăm sóc cô. Nhưng chỉ có người hầu tên Siêu Ly là thật sự chăm lo cho Tư Vũ Cẩn, còn người kia suốt ngày chỉ biết lo trang điểm sao cho đẹp để tiếp cận hoàng đế thôi. Đã thế à, ta còn ngược đãi Tư Vũ Cẩn để cô đói móc meo, cả ngày không có miếng sữa nào vào người. Hừ, bà đây không ra oai thì ngươi tưởng là mèo hà, thế là Tư Vũ Cẩn cố ý khóc toáng lên. À, người hầu kia thế mà lại không biết sợ, vừa cho công chúa uống sữa, vừa cố ý cấu ở sau lưng cô. Này cô gái, chán sống hà hay sao mà lại đi hành hạ, ngược đãi công chúa thế hả? Vậy thì phải quay lại chuyện lâu về trước, từ lúc hoàng đế hiện tại đăng cơ thì trong hoàng cung không còn bóng dáng nữ nhân, kể cả mẫu thân của hoàng tử hiện tại cũng thế. Nghĩa là hiện tại trong cung chỉ có 3 người bọn họ là nữ nhân, Tư Vũ Cẩn thì chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi, cô người hầu Siêu Ly thì ngốc nghếch, chỉ còn lại à người hầu kia điện nước đầy đủ lại có nhan sắc, ngàn năm mới có cơ hội được bước chân vào cung, đương nhiên à không thể bỏ lỡ cơ hội ngủ với hoàng đế, sinh ra hoàng tử, bước lên đỉnh cao cuộc đời này rồi. Hừ, dù ta chỉ là con nít 3 tuổi nhưng cái đầu này là của nữ nhân hiện đại, đã chinh chiến qua hàng trăm bộ truyện ngôn tình cẩu huyết đấy nhé. Nếu cô ta đã nóng lòng muốn leo lên long sàn như vậy thì để bổn công chúa đây, giúp cô một tay. Thấy hoàng đế đi qua, Tư Vũ Cẩn dồn hết công lực, ra sức gào khóc thật lớn để thu hút sự chú ý của hoàng đế. Ông ta đi đến bế lấy công chúa, nhìn thấy vết thương sau lưng của cô liền nổi giận đùng đùng. Thế mà à người hầu kia như mù mắt, vẫn tới la liếm, quyến rũ hoàng đế, còn dám nói nếu ngươi thích công chúa, thì thật ra ta có thể sinh cho người, à đúng là muốn tìm đường chết rồi, thật ngu ngốc hết chỗ nói. Hoàng đế nổi điên, sai người xử trảm à ta, khiến à sốc tận óc. Thì ra, trước giờ à cứ nghĩ hoàng đế ưu tiên cho phép cô ta vào cung là vì để ý, đến à, đúng là bị ảo tưởng đến điên rồi. Ai ai cũng biết cô ta được vào cung là vì để chăm sóc công chúa, thế mà không hiểu à dựa vào gì để nghĩ được thế cơ chứ, admin manga cũng bó tay với cô ta rồi đấy. Sau khi xử lý à người hầu, hoàng đế liền đến phòng, dùng phép thuật trị thương cho Tư Vũ Cẩn. Nhưng kỳ lạ là, trong khi cơ thể cô hấp thu hết tất cả phép thuật, nhưng vết thương không hề có tiến triển, điều đó khiến ai nấy cũng đều kinh ngạc. Hoàng đế nghi ngờ, thế là liền triệu hồi con rồng thần của mình ăn thịt Tư Vũ Cẩn, đúng như các mọt nghĩ đấy, đó chính là con rồng đã đưa công chúa vào cung bằng đường chim bay ở lúc đầu đó. Và đương nhiên Tư Vũ Cẩn gặp nó một lần rồi, lần thứ hai thì con rồng đó tuổi gì dọa được cô. Vì vậy, con rồng không những không đụng được đến cô bé, đã thế còn nghịch mặt ra. Chuyện này khiến hoàng đế phải suy nghĩ rất nhiều, tại sao phép thuật không những không tác động gì được đến cô bé đã thế cô lại còn hấp thu được luôn chúng, chứ. Cuối cùng ông ta quyết định bỏ mọi đãi ngộ của cô bé,
đuổi Tư Vũ Cẩn đến phòng củi ở. Gì vậy, không phải chứ, cứ nghĩ trở thành công chúa thì sẽ được sống sung sướng, vậy mà sao giờ còn thê thảm hơn cả người hầu thế này? Liệu hoàng đế làm vậy là do sợ Tư Vũ Cẩn sẽ đe dọa đến bọn họ, hay là lo bí mật này lộ ra sẽ nguy hiểm đến cô bé? Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Một ngày nọ tôi bỗng trở thành con gái nhà vua tại website manhwa.vn hoặc ứng dụng truyện tranh Manhwa. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và để lại bình luận để chúng mình có nhiều động lực cho ra nhiều video review hay nhé.